mến chào của gia đình yêu nha. Nguyễn Minh hôm nay bắt đầu lại lấy 500 bánh nướng và lại lên đường giao cho các đại lý. Cả nhà nhìn nha, đây ạ. Mỗi thùng này là các bạn nhìn này, là 84 gói, các bạn nhìn nha, đúng không? 84 gói ạ. Đấy, mỗi thùng này là 84 gói. Mà đây mình chở là 1 thùng, 2 thùng, 3 thùng, 4 thùng là 48, 32. Là mình chở là hơn 300 gói thôi, nặng lắm các bạn ạ. Vì mỗi gói nó là gần 4 lạng. Cho nên thôi mình già, mình yếu, mình chở nó vừa vừa thôi ạ. Đây là mình để lại để đến chiều mình đi. Đây còn là 1 thùng này. Một thùng là hơn 80 gói và còn thùng là nhỏ hơn vào đây nữa. Các bạn nhìn ạ, đây là bánh nướng nhân đậu xanh. Rất chỉ là ngon các bạn nhé. Có lẽ mình sẽ bỏ một gói ra mà mình sẽ bữa ra để mình ăn để các bạn được nhìn nha. Rất chỉ là ngon, nhân của nhân đậu ngon lắm ạ. Các bạn ơi, bánh vừa đảm bảo an toàn chất lượng này. Vừa an toàn vệ sinh này, rất chỉ là ngon. Và bánh các bạn phải nhìn biết là màu của nó là màu nướng nó chỉ vàng hai mặt thôi, còn ở giữa nó vẫn trắng như thế này, là bánh không có phẩm màu. Còn nếu cái bánh nướng mà nó cứ vàng hết sạch cả cái bánh ấy, là các bạn phải nhớ là bánh đấy là có phẩm màu ạ. Cho nên các bạn phải nhớ là mình rất chỉ là quan tâm, mình lấy ở cái hãng rất chỉ là ngon. Và mỗi phong bánh thì mình cũng gọi là kiếm được một chút tiền lãi. Và thực sự là Nguyễn Minh rất chỉ là chăm chỉ như là con ong ấy. Con ong chăm chỉ á. Khi những cái ngày mà hội thì mình vẫn ôm đôi loa đi hội cùng với chị Hồng Lõi và cùng với mọi người để mình đi hát hội, để mình kiếm đôi đồng. Và đấy cũng là kiếm từ lao động, chứ mình không ăn xin ai cả. Và mình có loa mình mang đi thì mọi người vào hát là phải có thưởng tiền cho mình. Vì đã ôm loa mang đi hội rất chỉ là vất vả, thì mọi người hát là cũng phải có lộc có lá cho mình. Mọi người vào hát có lộc có lá cho mình. Thế còn mình hát thì mọi người thương thì mọi người cho lộc, mà mọi người không thương thì cái đấy không bắt buộc. Nhưng mà mọi người vào hát trại của mình là mọi người phải có hoa cho mình. Đấy. Bông hoa mà nó nở nắm khi có người bông hoa nở bé tí. Nở bé tí, nói thật là nói là có 10.000. Nhưng mà còn đòi xin hát những 3 bài cơ. Thực sự rất chỉ là buồn. Vì 3 bài nó giết thời gian của mình tới những khoảng độ mười mấy phút là mình đã mất bao nhiêu khách. Thế nhưng mà có người thì rất chi là có tâm. Người ta biết ăn biết ở, người ta thương. Và người ta cũng có cái bông hoa, nó gọi là nó xứng đáng với cái công lao động mà mình phải vác loa. Từ ở nhà mà đi đến những cái đồi của chùa Bổ, rất chi là mệt. Và vác loa đi hội Hoàng Hoa Thám và các hội. Thế còn cái bông hoa ấy, mà nó cứ nở xòe to to như thế này này. Thì cái câu lạc bộ của mấy chị em mình đi là rất chi là yêu. Đúng không ạ? Nếu mà còn cái bông hoa mà lại cũng vẫn nở to như thế này. Đúng không ạ? Thì mình xin cảm ơn tất cả các quý khách gần xa đến đông hội đã có tâm cho mình những cái bông hoa tươi thắm và nở to như thế này. Nhưng mà có bạn có những cái bông hoa nó bé tí thế này. Đấy, tẹo 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 ấy. Nhưng mà lại còn đòi hát mấy bài cơ. Đấy. Thế còn có những người có tâm, người ta không hát một tí nào mà ta vẫn thả cho mình cái bông hoa to như thế này. Mình xin qua video này mình cũng xin cảm ơn tới tất cả những quý khách gần xa đã đi hội và đã tặng cho cái câu lạc bộ mấy chị em của mình đã đi có những cái bông hoa tươi thắm. Để mình gọi là xứng đáng với cái công để mình bưng loa đi vất vả, phải không ạ? Và có đấy là có khi á, xin nói với các bạn là mình còn ngồi ghé vào các trại bán nước. Chứ nếu mà phải mua đất đấy các bạn ạ, 5 triệu một chỗ bé bé, có chỗ còn 10 triệu. Thì mình có bưng loa đi, các bạn có thả hoa vào ấy,
thì cũng chỉ để là giả tiền đất và giả cái công mang loa đi vất vả, thuê người mang ôm loa đi và lại còn tiền pin, rồi còn tiền ngủ đêm ngủ hôm vất vả, mũi cắn rồi thì phải nằm xương giá lạnh để còn trông loa trông trại, đúng không ạ? Cho nên là mình cũng từ cái công lao động của mình để mình hưởng thôi, chứ mình không xin ai cả. Và các bạn có tâm thì các bạn thưởng cho mình, còn bạn nào không có tâm thì thôi. Đấy là những người không hát. Còn những người đã xác định vào trại hát thì là phải có hoa cho mình. Không cái bông hoa đỏ tươi thắm như thế này thì cũng phải có cái bông hoa như ở cái cây cọ đẹp như thế kia, đúng không ạ? Thế mà cái bông hoa thì tất nhiên là ai chả thích hoa nở to như thế này, phải không ạ? Đúng không? Đến các bạn mà làm ăn cái gì các bạn cũng muốn là khi mà mình thu nhập về cũng thích có những bông hoa to như thế này. Chứ ai thích cái bông hoa bé tí nụ nụ như thế này. Đã cái bông hoa nụ nụ bé tí thì còn đòi hát mấy bài cơ. Nhiều khi mình ngại quá, mình muốn bảo nhưng mà mình lại ngại sợ là ca sĩ tự ái. Nhưng mà lại còn buồn cười nữa cơ các bạn ạ. Có những ca sĩ vào hát bảo cứ ghi cho tớ hát đi, xong tớ không có hoa tớ tặng đoàn. Thế nhưng mà hát xong, thế là hát xong mẹ rồi quanh quẩn cái nụ cũng như này cũng không có. Mà chuồn mẹ lúc nào ấy, gọi là người ta gọi là hát chịu ạ. Gọi là nếu mà nói nặng hơn là gọi hát ăn quỵt. Cả nhà thực sự đã thông cảm cho Nguyễn Minh. Thôi thì mình sẽ còn đi hội Suối Mỡ nữa nha. Nếu hội Suối Mỡ thì các bạn lại thả hoa cho câu lạc bộ nhá. Và mình còn đi hội gióng nữa nha. Và mình còn đi hội gọi là dưa chuột Tiên Lục nữa nha. Thì các bạn sẽ thả cho đoàn của Nguyễn Minh với những bông hoa tươi thắm và nở to như thế này ạ. Nguyễn Minh xin thay mặt cả đoàn xin cảm ơn tất cả mọi người rất chi là nhiều. Và mọi người tránh cái tình trạng mà cái hoa nó có nụ như thế này. Cái hoa có nụ thì thôi cũng được, vì hoàn cảnh mình vẫn là yêu ái, nhưng mà chỉ một bài thôi, chứ đừng rằng mic hát 2-3 bài là mất rất nhiều thời gian của mình. Vì thời gian ở hội nó chỉ có 2 ngày, mà các bạn biết là đất mua có 2 ngày thôi mà 4 triệu một vùng đất bằng cái chiếu ấy, 2 ngày. Đấy. Có chỗ thì các bạn ấy mua bán nước còn 12 triệu một chỗ. Đấy. Thế nhưng mà thôi thì đoàn của Nguyễn Minh toàn người già thôi. Chị Hồng Lõi thì hơn 60 tuổi, thế Nguyễn Minh thì 60, thế còn đoàn của mình toàn người già thôi. Vì vậy là đi thì các cháu nó cũng thương, nó cũng bảo là thôi các bà già rồi, các bà cứ vào trại nước của chúng con các bà hát. Thế hát thì chúng con bán nước, còn hoa người ta tặng vào các nón quan họ của các bà thì là các bà hưởng. Thế còn nước thì chúng con bán là chúng con lấy tiền nước riêng. Đấy. Cho nên mọi người thông cảm là không biết thì lại cứ tưởng là các ca sĩ là có trại để đi bán nước. Thế tưởng là vào uống nước thì là mất tiền nước, thế còn hát thì không mất tiền. Nhưng mà hai đoàn là khác nhau. Một cái đoàn là bán nước là trại của người ta mua chỗ là 12 triệu một chỗ rồi. Thế còn cái đoàn của chúng tôi vào được người ta ưu ái cho ngồi ghé để hát, để mang lời ca tiếng hát để người ta bán nước cho nó đông khách. Và cũng có các quý khách ở các nơi đến là người ta yêu ca nhạc, người ta sẽ vào xin và hát, thì người ta sẽ tặng cho đoàn của chúng tôi có thể là ít nhất là 20 gọi bông hoa vừa vừa. Thế còn cũng có người người ta tặng bông hoa rất là to, mà tặng bông hoa to mà người ta còn không hát đâu. Thế còn có những cái tình trạng tôi rất chi là buồn ạ. Có khi là người ta tặng hoa rồi, nhưng mà người ta đang hát dở nửa bài, thế nhưng mà chẳng may điện nó mất, thế là không hát được cả bài. Người ta lại đòi lại hoa. Trời ơi là trời, chết bố lại thầy ạ. Chết khổ. Sao mà đúng là đi xã hội thì là mỗi người một tính, mỗi người một nét. Người ta các cụ bảo là đúng là làm dâu trăm họa. Gọi là thế hát nửa bài rồi thế chẳng may thì điện nó bị nhảy át, nó mất điện. Thế là chờ để người ta đi lắp át thì người ta đi làm lại, thì người ta bật át lên thì người ta không chịu, và người ta đòi lại hoa.
Ôi trời ơi, thật đúng là các vị bảo buồn không? Buồn lắm chứ ạ. Mà ý là tớ nói là cho là bụng đấy là bụng tiểu nhân ạ, chứ không phải là quân tử ạ, đúng không ạ? Thế kêu nếu mà tôi cũng tiểu nhân, tôi bảo hát nửa bài thôi, thì cái bông hoa ấy xẻ đôi cho tôi một nửa, rồi người ta một nửa chẳng hạn, thì nó lại thành trẻ con, đúng không? Thôi, cánh tôi cũng vẫn ok. Nếu mà đòi thì giá ôm hoa đi, đúng không? Thế còn lần sau ấy các bạn ạ, đã xác định vào hát ấy mà chẳng may ấy, điện thì chúng tôi không làm được, mà điện từ hội, mà hội người ta dùng nhiều thì tất nhiên nó phải nhảy át, mà nó nhảy át chẳng may nó mất vài phút người ta đi làm lại thì mình cố gắng mình đợi, chứ đừng đòi hoa như vậy, đòi hoa như vậy xấu lắm ạ. Và hơn nữa lại có những cái ca sĩ vào ấy thì tôi là có quyển sách và cái bút, tôi ghi từng ca sĩ một để giới thiệu chương trình. Nhưng mà ca sĩ rất khoát là cứ đòi hát trước để tặng hoa sau. Nhưng mà hát xong thì xong bắt đầu tôi quanh đi quanh lại, tôi nhìn chả thấy đâu đã chuồn mẹ nó mất, chả thấy có mù hoa đâu cả. Cũng như là cái có những cái người mà đi ăn phở chịu ấy, cứ ăn cứ đơm cho tôi ăn xong rồi xong tôi giả như nuốt mẹ vào bụng rồi, thế là đếch đòi được. Hey, đúng không ạ? Mệt lắm ạ. Chứ cả nhà thông cảm, hôm nay đúng là Nguyễn Minh tâm sự thật lòng luôn đấy ạ. Thật từ tâm luôn đấy ạ. Cho nên là tất cả mọi người thực sự thông cảm. Cái bông hoa không những là tặng đoàn, không phải là chúng tôi đem xin, mà chúng tôi có đem loa đi. Thì các bạn hát là các bạn phải có hoa để thả vào, để chúng tôi còn giả tiền điện, chúng tôi còn giả tiền công cái người thuê để vác loa đi cho chúng tôi, và chúng tôi còn phải trả tiền mua pin, và chúng tôi cũng phải có một ít nhiều để gọi là thêm thắp vào, trả tiền đất cùng với các cháu. Thực sự là như thế. Chứ chúng tôi không phải là người đi ăn xin ăn mày. Mà chúng tôi làm là chúng tôi phải bỏ công lao động ra. Và mọi người vào thì phải có hoa để chúng tôi còn trang trải cho cái ngày lễ hội hôm bây giờ. Thế xin chào cả gia đình yêu nhá, cả gia đình yêu mà đến hôm nào Nguyễn Minh đi suối Mỡ, tất cả mọi người mà lên ngắm cảnh suối Mỡ, và Nguyễn Minh mà đi hội dưa chuột Tiên Lục của Lạng Giang, và có đi hội gióng của Gia Lâm Sóc Sơn Hà Nội, thì các bạn sẽ có những vườn hoa đẹp như thế này để tặng cho Nguyễn Minh nhá. Mình xin cảm ơn cả gia đình yêu rất chi là nhiều. Xin bye bye. Xin chúc cả gia đình yêu một ngày mới sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Và phải nên nhớ rằng là nếu mà ăn thì bây giờ là thoải mái rồi, không ai đói nữa, thừa chất rồi. Nhưng mà không nghĩ đến ca nhạc để cho cuộc sống vui vẻ thì sống vô ý nghĩa lắm ạ. Thực sự mình vẫn làm, mình vẫn ăn, mình vẫn vui vẻ ca nhạc, miễn là không làm những việc xấu của xã hội, đi ăn cắp ăn trộm vướng vào lao lý là được rồi. Cũng như là mấy cái cô chân dài gọi là nữ tiếp viên hàng không đấy, đi buôn ma túy đấy, mình không vướng vào những cái điều sai phạm của pháp luật là được rồi. Còn khi mình mang loa đến hội hát là làm cho nó vui hội, vui mọi người. Vì hội thì phải có người nọ người kia đi hội, và phải có trò nọ trò kia thì nó mới thành một hội, phải không ạ? Xin bye bye, xin chào cả gia đình yêu. Nguyễn Minh xin gửi nhiều trái tim đến cả gia đình, và cả gia đình đi hội sẽ cho Nguyễn Minh những bông hoa tươi thắm. Xin cảm ơn.